night there. Today I am making corn fritters. Corn in the top, right? Corn in the top. Corn on the cob? You took it out, right? Yeah. Okay. Flour? Uh-huh. Rice flour? Rice flour. Half and half. Half and regular flour. Half rice flour. And half rice flour. Salt. Salt. Sugar. Sugar. Yeah. Coconut milk. Coconut milk. Turmeric. Mm-hmm. Hot pepper. Chili. Hôm nay sẽ làm bánh bắp, bắp cạo ra, bắp trái đó, nải hột ra, hay là các bạn cứ cắt hột ra, và trộn với bột gạo, phân nửa bột mì, phân nửa bột gạo, rồi bỏ một tí đường, bỏ một tí muối. Bỏ khoảng 1 dừa nè, nước dừa tươi, nước dừa dắt, nước dừa nạo, rồi các bạn trộn lên, rồi hóa gỏi, xài đó. Nấu dầu đổ vào đây rồi ngon không các bạn, ok nào tết xì ok bây giờ nó thử coi các bạn ngon không các bạn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành và cuối tuần vui vẻ. Bye everybody. Thank you.